Chào các bạn, hôm nay Linh Kiện RC sẽ chia sẻ với các bạn về quy trình thay một cái càm của con Flycam F1S bên Linh Kiện RC các bạn nhé. Thì ở con này thì khách có làm gãy. Đây, mình sẽ bẻ luôn gãy càng này. Thì việc đầu tiên các bạn, trước khi thay càng các bạn tháo hết bốn cái cánh này ra để đảm bảo sau khi mình thay, mình lắp pin vào cánh không bị chém vào người mình. Tiếp theo bạn tháo hết tất cả con ốc ở vị trí đây, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 con ốc ở đây. Và sau khi tháo xong thì các bạn cứ việc kéo từ bên bụng nó, kéo ra. Sau kéo ra rồi đấy, thì ở đây mình đã xác định cái càng bị gãy. Ở đây mình có đánh dấu lại rồi, mình vặn và mình kéo thôi. Ở đây mình đã quay ngược con flycam lại. Ở đây sẽ có một cái thanh chắn ở đây, mình tháo thanh này ra. Đấy con ốc. Ở đây mình chỉ tháo một bên thôi, kéo ngang ra. Ở đây sẽ có 3 mối hàn này, dây đỏ, đen và xanh. Thì ở đây mình khi mình tháo ra mình chú ý cái thứ tự dây. Vì nếu mình đảo cái thứ tự dây đi thì motor bị quay ngược, dẫn đến máy không bay được. Mình rút cái dây đèn báo ra này. Sau đấy bạn chỉ việc là tháo 3 mối hàn này ra, sau đấy sẽ tiếp tục cho ba cái dây khác vào và sẽ đúng cái thứ tự này. Sau khi bạn hàn xong 3 mối hàn đúng thứ tự dây đỏ, đen và xanh thì xoắn lại khoảng tầm 2 vòng. Tiếp đến mình có băng dính, mình sẽ cuộn này lại để nó gọn. Thì bình thường nhà sản xuất nó sẽ không cuốn lại đâu, nhưng mà khi thay càng mới các bạn nên cuốn lại cái đầu nó. Khi gọn dây thì mình lắp vào dễ hơn. Để cuộn này thôi. Sau đấy các bạn đưa lại cái thanh chắn này vào, mình chỉ cần cuộn cái này thôi. Khi dây mình gọn hơn thì mình lắp vào dễ hơn nhiều. Ok, sau khi mình đã hàn xong những mối hàn này cũng như là cố định ở phần thanh chắn ở đây thì mình chỉ cần lắp càng vào thôi. Quay ngược này lại, lắp càng đây. Khi mà các bạn đã tiến hành là lắp xong cái vỏ này vào cũng như cố định hết các ốc của đây này, thì mình sẽ bắt đầu cắm pin vào để kiểm tra xem cái càng mình quay đúng chiều không ạ nhé. Bật lên này. Khi mình kiểm tra chiều mình sẽ dùng tay mình sờ nhẹ đây thôi, sờ nhẹ vào chứ các bạn đừng có sờ mạnh bay ngón tay đấy. Thì có mình sẽ kiểm tra hai motor chéo nhau như thế này thì sẽ cùng chiều với nhau, còn hai motor mà cùng bên sẽ ngược chiều nhau. Các bạn chỉ cần sờ cái motor mình vừa thay so với cái càng chéo của nó là biết. Bây giờ mình sẽ tắt cái GPS của nó đi. Đấy. Sau khi tắt thì mình sẽ cho động cơ quay. Đây, bốn động cơ quay này. Đây, này đang quay cường chiều đây. Này vậy đang quay ngược chiều lại. Này quay chiều đây. Chiều đây. Có 4 chiều hiện tại là nó đúng chiều rồi. Sau khi kiểm tra như thế các bạn chỉ được tắt máy đi, lắp cánh vào và đem ra ngoài bay thôi. Thì chúc các bạn là thay càng thành công. Linh Kiện RC chào.
Nếu các bạn thấy hay và bổ ích thì các bạn nhớ like, subscribe và comment để Linh Kiện RC biết các bạn nhé. Chào các bạn.